Kính chào quý khán giả, kính chào anh chị em có mặt trong khán phòng cũng như là đang xem trực tiếp chương trình livestream trên Facebook. Hôm nay là ngày 16 tháng 4. Kính chào quý khán giả, kính chào anh chị em có mặt trong khán phòng. Hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm 2021 và chúng ta đang có mặt trong chương trình đối thoại với các PM số thứ 3. Chúng ta rất may mắn chào đón khách mời hôm nay là anh Lê Chí Phúc, là tổng giám đốc công ty quản lý quỹ SRE Capital. Xin mọi người cho một tràng pháo tay. Nội dung chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì có 3 phần. Thì phần đầu thì Tùng sẽ giới thiệu sơ qua về anh Phúc. Phần thứ hai thì là Tùng và anh Phúc sẽ thảo luận về một số chủ đề trong vòng khoảng 30 phút, tại vì anh Phúc thì rất là giỏi về nhiều lĩnh vực, về macro, về doanh nghiệp, nên là chủ đề cũng rất là đa dạng. Và phần thứ ba thì là câu hỏi từ phía khán giả. Để mở đầu thì Tùng xin phép giới thiệu anh Phúc. Thì anh Phúc là tốt nghiệp cao học quản lý chiến lược tại Đại học Tinburg, Hà Lan và có tốt nghiệp MBA tại Đại học Greenwich, UK. Trước khi mà được bổ nhiệm làm tổng giám đốc quỹ SGI Capital năm 2013 thì là anh đã từng giữ nhiều chức vụ quản lý tại VNRX và quỹ IPA AM. Anh Phúc có quản lý danh mục đầu tư hơn 40 triệu đô tại quỹ IPA AM với mức tăng ấn tượng là 61% vào giai đoạn là 2008-2009. Có thể nói anh Phúc là một trong những người mà cá nhân Tùng rất là ngưỡng mộ và kính trọng. Vì sao ngưỡng mộ và kính trọng? Ngưỡng mộ là tại vì anh Phúc là một trong nhà đầu tư rất thành công trên thị trường chứng khoán, và cả anh Phúc có tư duy và lập luận rất là sắc sảo. Vì sao lại là kính trọng? Đấy là hai lý do để ngưỡng mộ. Và vì sao là kính trọng? Thì em cảm thấy rất kính trọng anh, tại vì anh rất đánh giá rất cao cái ý tưởng và lập luận. Chỉ dựa trên ý tưởng và lập luận đấy, chứ không dựa trên cái việc mà ai là người đưa ra cái ý tưởng đấy. Có thể là một nhân viên, hoặc có thể là một người sếp, hoặc có thể là tổng giám đốc. Nhưng quan trọng là ý tưởng và lập luận đấy có chính xác, có bằng chứng rõ ràng. Thì đây là cảm nhận của cá nhân em rất là kính trọng anh ở điểm đó. Quay trở lại với cả chương trình ngày hôm nay thì cách đây hơn 12 năm ấy, tức là giai đoạn 2008-2009, thì em cũng là giai đoạn mà em vừa giới thiệu là kết quả đầu tư của anh đạt 61%. Thì em nhớ lúc đấy anh có nhận định là cái thời điểm 2009 là cơ hội 10 năm có một, mặc dù là thị trường chứng khoán mới có 9 năm tuổi. Thì anh có thể chia sẻ lại cái suy nghĩ của mình về thời điểm đó và vì sao anh lại dẫn tới cái kết luận đấy, anh đã hành và có hành động phù hợp. Ok, trước hết thì xin cảm ơn ban tổ chức đã mời mình đến chia sẻ ngày hôm nay với mọi người. Trả lời câu hỏi của Tùng thì quay lại cái thời đấy thì mình mới vào thị trường được khoảng 2007 là mở tài khoản, đầu năm đúng tháng 3 là thị trường đúng đạt đỉnh đấy, 1170 mấy điểm ấy, là cái hôm mà mở tài khoản xong đua trần để mua cái mã đầu tiên. Đây là có hình. Thì sau đấy 2008 mình nhớ là tháng 5 2008 thì có viết một cái bài báo mà được một số báo mọi người cốt lại, xong sau đấy lại nó thành hơi nổi tiếng rồi. Cái câu của mình nó hơi giật tít mạnh quá là 10 năm có một. Anh em cũng trêu nhiều, nhưng mà gốc gác của cái thời điểm đấy nhớ lại thì là thời đấy nếu mọi người đã trải qua, mọi người sẽ nhớ là cái giai đoạn lạm phát nó lên rất là cao ở Việt Nam. Từ sau những năm đầu 1990 Việt Nam mới lại chứng kiến lại cái giai đoạn lạm phát phi lên khoảng trên 20% như thế. Hồi đấy không biết mọi người có vào siêu thị để đua nhau cướp gạo để mua gạo để mang về tích trữ không, hồi đấy gạo tăng cực kỳ mạnh. Rồi tất cả mọi loại đồ ăn uống rồi các thứ nó đều tăng phi mã lên ở ngoài, thì cái tâm lý hoảng sợ nó vô cùng lớn. Mình thì mình theo trường phái đầu tư cơ bản, và cái câu châm ngôn luôn luôn rất là tâm đắc đấy, là thực ra chính là cái câu mà dẫn đến việc mình apply vào VNDirect là đọc từ chị Minh Hương có nói một cái câu là hãy học Warren Buffett ấy. Hoảng sợ hãy tham lam, đúng rồi, hãy tham lam khi mà mọi người sợ hãi, hãy sợ hãi khi mà mọi người tham lam. Thì lúc đấy mình thấy nó hoàn toàn rất là kinh điển, cái chuyện là mọi người quá sợ hãi cái thời điểm đấy. Tất nhiên đằng sau nó thì mình phải có một cái lập luận rằng là cá nhân mình nghĩ là đỉnh của lạm phát nó sẽ là đáy của thị trường chứng khoán,
cái logic đấy nó, nếu mọi người quay ngược thời gian lại ở những nước khác thì thấy cái logic đấy nó đúng trong rất nhiều lần rồi, thì nó cũng hoàn toàn trùng khớp với câu là khi mọi người sợ hãi nhất ấy, thì đấy là lúc rẻ nhất để mình có thể mua để đầu tư. Thì mình quay ngược thời gian thôi, thì thời gian Việt Nam 20 năm trước mới có một cái đợt lạm phát cao như thế, và mình nghĩ rằng cái lạm phát đấy chắc 10 năm tới cũng không 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 xảy ra một cái đợt lạm phát cao như vậy nữa, thì mạnh dạn nói là cơ hội 10 năm có một. Nhưng mà cũng cũng nó không đúng lắm các bạn ạ. Hồi đấy mua mình nhớ là mình nói gần như cũng cũng sát cái vùng đáy của tháng 5 đấy, nó index về đâu khoảng 360 mấy điểm, thì sau đấy nó tạo đáy rất là nhanh, sau cái thời điểm đấy nó lên lại đến tháng 9 và nổ ra vụ Lehman Brothers ấy. Thì sau đấy thị trường nó đáy khác còn sâu hơn, cái cơ hội đấy nó còn là 20 năm có một cơ, cơ hội kia của mình chỉ 10 năm có một thôi. Thì đấy, quay trở lại câu chuyện đấy, gốc gác vì sao có cái câu nói đấy và mình nghĩ gì về thị trường thời điểm đấy, thì mình thực sự thấy thị trường nó quá nhiều cơ hội rẻ. Và mọi người tưởng tượng mình mở tài khoản trước đấy đúng một năm, mọi thứ đều giá trên trời hết, đều P/E của thị trường lỗi 45 lần, các cổ phiếu đều 500.000, 700.000 rất nhiều, FPT rồi Sudico, các cổ phiếu blue chip toàn 3, 4, 500.000, và chỉ sau một năm tất cả các cổ phiếu đấy đều giảm khoảng trên 80%, mình nhớ là như thế. Thì thực ra nếu mà trên mọi thước đo thì nó đều về mức rẻ mà mình nghĩ rằng là rất là hiếm có cho một cái nước mà lúc đấy mình vẫn rất là lạc quan về cái triển vọng tăng trưởng của Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam. Mình nghĩ là một cơ hội đấy là vô cùng tốt, vô cùng hiếm có. Mình nghĩ là lạm phát cũng sẽ được kiềm chế thôi, bởi vì ngân hàng nhà nước đã siết chặt tiền tệ từ trước đấy khoảng 2-3 tháng rồi, và cái chuyện về chính sách điều hành khi người ta siết chặt đấy thị trường sẽ giảm, và sau đấy lạm phát sẽ giảm và thị trường sẽ tạo đáy đi lên, thì đúng nó xảy ra đúng như vậy. Thì quay trở lại câu chuyện 2008 gốc gác là như thế. Và tức là em thấy cái điểm quan trọng nhất đấy là đỉnh của lạm phát và đáy của chứng khoán, Chính xác. là em thấy nó cái điểm khá là quan trọng. Em tò mò là cái cơ hội 10 năm có một này nó có xuất hiện vào năm ngoái không anh, khi mà dịch Covid nó hit thì thị trường hit rất là mạnh, thị trường giảm về tầm khoảng 650 điểm ấy, thì anh có suy nghĩ gì và hành động gì vào thời điểm tháng 3 năm ngoái? Đấy là câu hỏi rất hay. Câu hỏi đấy mình nghĩ là câu trả lời nó là mọi người cũng lại phải nhìn lại lịch sử. Bao giờ đã từng trong quá khứ mà xảy ra một cái cuộc đại dịch mà làm cho cả thế giới tê liệt như thế ấy, đã xảy ra gần đây nhất là bao giờ? Thì nó không phải là 10 năm có một đâu, mọi người biết bao nhiêu năm không? Nó là 100 năm. Nó là năm 1917 cho đến 1919 là cái dịch dịch cúm Tây Ban Nha, nó cũng giết đâu đấy mất, mình nhớ không nhầm thì đến rất nhiều triệu người trên cả thế giới, toàn thế giới. Và cái đại dịch Covid là lần thứ hai sau 100 năm, nên là gọi là cơ hội gì thì mình nghĩ đấy, cơ hội 100 năm có một. Nhưng mà lại quay lại câu hỏi đấy nhé, có một cái câu nói khác của một cái nhà đầu tư rất nổi tiếng là Paul Tudor Jones ấy, một ông tỷ phú trading người người Mỹ, trader tỷ phú rất giỏi. Ông có một cái câu như này là cứ 5 năm ấy hoặc 10 năm ấy thì lại xuất hiện một cơ hội 100 năm mới có một lần. Các bạn nhìn lại đúng không? Lạm phát lên đến 20 mấy% thì rất lâu mới có một lần. Sau đấy thì nó lại là một cơ hội khác, không phải do lạm phát nữa, nó lại là Lehman Brothers, đúng không? Một cái cú sụp đổ như thế cũng lại phải tính từ 1929 nó mới xảy ra một lần, là 70 năm thì bạn là 80 năm mới xảy ra một lần, rồi lại Covid sau đấy 10 năm hả, thì lại xảy ra một cái đại dịch 100 năm mới có một lần. Nên là chúng ta trong vòng 5 đến 10 năm đều xuất hiện những cơ hội do những cái lý do mà 100 năm hoặc là 50 năm thì nó mới có một lần. Đấy là đặc thù của cái thị trường này, của cái nghề đầu tư này của chúng ta. Thế thì cái câu hỏi em vẫn muốn nhấn mạnh là lúc cái thời điểm tháng 3 năm ngoái ấy, thì anh suy nghĩ gì và anh hành động như thế nào? Thì cái triết lý đầu tư của mình nó không thay đổi gì cả. Mình một cách rất tự nhiên là trở nên tham lam khi thấy mọi người sợ, và lúc đấy cảm thấy mình sao có quá ít tiền trong tay để mua cái cơ hội đấy. Lúc tháng 3 đấy mình nhớ là 26 tháng 3 mình có trả lời một cái báo, mình không nhớ rõ lắm là báo gì, cũng một bài phỏng vấn xem là view về thị trường như nào, thì quan điểm của mình là rất lạc quan. Tất nhiên mình không nhìn được cái chuyện đại dịch nó sẽ khủng khiếp mà kéo dài bao nhiêu, nhưng mà với cái nền định giá đấy thì mình đánh giá rằng là tất cả mọi thứ xấu xí nhất nó đã phản ánh rất rất nhiều vào giá, và lại đưa thị trường, nếu các bạn nhìn lại P/E quay về lại 10 lần của cái index, 10 lần là đúng tương đương với những cái mốc rẻ nhất đã từng có của lịch sử chứng khoán Việt Nam.
là phải tương đương với đáy của 2009 mới có cái mức P/E khoảng 10 lần đấy. Vâng. 2011 cuối 2011 cái lúc mà khủng hoảng của cả hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng là một lần mà cũng P/E về đâu đấy khoảng 11 lần. Thì cái Covid đấy trong cái tuần cuối cùng mà xảy ra cái vụ của cái bệnh nhân số 17 gì đó, Việt Nam bị lockdown thì thị trường bán tháo một cú nữa thì P/E cũng về lại cái mức quanh quanh 10 lần. Mình nghĩ là bất kỳ lần nào mà trong tương lai chắc chúng ta cũng có thể nhìn lại cũng sẽ có đấy. Thì lúc đấy mọi người nên mạnh dạn. Lúc đấy thực sự mình không có một tí gì sợ hãi về chuyện nó sẽ có thể tiếp tục giảm nhiều hay gì cả. Mình không dự báo được đấy là đấy, nhưng mà mình nghĩ là đấy nó quá rẻ để có thể đứng ngoài, quá rẻ để có thể cầm tiền trong cái bối cảnh như thế. Và lúc đấy là hành động thì là mua thôi, mua nhiều nhất có thể. Nhưng mà lúc mà giải ngân thì anh có tham minh không anh? Tức là ví dụ như là thị trường, ví dụ như trên hình ở đây, anh có thể xem hình đây là lúc mà thời điểm thị trường là khoảng hơn 800 điểm. Các mã giảm sàn rất là nhiều, mọi người cũng sợ lắm rồi. Em cũng sợ, thì lúc đấy có thể là ví dụ mình, em chưa hiểu là lúc đấy okay, mình mua vào thị trường lại giảm tiếp về 650 thì như nào? Cái quá trình đấy thì như này nhé, mình khá lạc quan từ cuối 2009. Vì từ đỉnh 2018, 2019, đỉnh 2018 là thị trường nó đã có một cái đỉnh và nó đã đi xuống trong khoảng 1.5 năm rồi. Mà mọi người để ý thì earning của doanh nghiệp nó vẫn tăng trong hai cái năm đó. Nền định giá nó đang từ cái 23 lần của tháng 4 2018 nó giảm về đến tận đâu đấy mình nghĩ chỉ khoảng 15 lần thôi. 15 lần là cái mức rất là trung tính và thậm chí là còn khá rẻ. Given là mình nhìn tiếp cuối 2019, mình nhìn là 2020 tăng trưởng vẫn tiếp tục giữ được mười mấy phần trăm một năm. Thì những cái nhóm cổ phiếu tốt mà mình nắm giữ tăng trưởng trên 20% một năm thì định giá nó sẽ tụt xuống cái mức gần như rẻ như là cái thời khủng hoảng vậy. Nếu mà mình nắm giữ mà mình giữ được một năm thì là hấp dẫn. Nên là cái tỷ trọng đầu tư của mình cuối 2019 là cao. Nó xảy ra Covid, hành động của mình là gì? Đợt đấy mình nhớ là đi nghỉ Tết về, đi bên Úc chơi về. Thì hồi đấy vẫn coi thường Covid lắm, hồi bên Úc đọc được báo thấy mọi người bảo là Hà Nội vắng hoe, rồi sân bay các thứ không ai đi lại. Mình bảo tại sao lại hoảng sợ đến mức độ như thế, có cái gì đâu, dịch cúm chứ có gì đâu. Bọn Úc thì hoàn toàn không có một cái gì thay đổi hết cả. Chỉ có dân Trung Quốc ở bên Úc thì người ta sợ, người ta đi mua hết tất cả các thể loại đồ khẩu trang rồi y tế các thứ ở bên các siêu thị Úc mình đi là không còn một cái gì hết. Nhưng mà đến lúc mình về sân bay Nội Bài nhớ là cuối tháng 1 thì mới thấy là cái sân bay nó hoàn toàn không có ai cả, vắng tanh. Thì mình bảo là cũng có gì đấy có vẻ nghiêm trọng, bởi thực ra nếu bệnh dịch không nghiêm trọng nhưng mà cái nỗi sợ nó quá lớn ấy thì cái ảnh hưởng đến thị trường là không nhỏ. Đấy, thì lúc đấy mình mới dành thời gian mình nghiên cứu nhiều hơn, cả team mới đi nghiên cứu về cái bệnh dịch đấy, thì càng nghiên cứu thì càng thấy nó rất kinh khủng. Nó là cái thứ mà rủi ro có lẽ lớn nhất từ lúc mình cầm tiền đầu tư đến giờ, bởi vì nó là thứ cái sự lây lan rồi cái khả năng chết chóc của nó là vô cùng lớn. Và mình cũng không có niềm tin rằng là Việt Nam hay thế giới có thể giữ được khỏi cái sự lan ra của nó, nên là quyết định của mình là mình nhớ lúc đấy sau khi xảy ra cái vụ ở Trung Quốc ấy là thị trường đang từ 980 mấy nó giảm một phát về đến dưới 900. Vâng. 880 gì đó, thì lúc đấy mình chưa kịp hành động gì cả, tỷ trọng vẫn cao, bắt đầu có lỗ. Thì sau đấy mình chờ một chút và lúc thị trường nó hồi lại lên trên 900, 902, 903 gì đấy thì mình có quyết định là cái rủi ro này quá lớn để có thể tiếp tục action, vì nó có thể ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến lợi nhuận doanh nghiệp và tăng trưởng của toàn cầu. Nên lúc đấy mình bán hạ tỷ trọng xuống nhiều, chỉ còn khoảng 30% cổ phiếu thôi. Những cái cổ phiếu mà mình nghĩ là mình không thể bán được, bởi vì cái định giá rồi vì những cái triển vọng quá tốt thì mình không thể bán được và giữ một tỷ trọng tối thiểu. Thì lúc đấy là mình giữ cái tỷ trọng đấy cho đến lúc nó trở nên rất rẻ và bắt đầu có hành động mua từ lúc thị trường xuống khoảng 750 trở xuống. Thì mình nghĩ rằng vẫn tiếp tục đánh giá cái sự lây lan của Covid và đánh giá cái khả năng kiểm soát mọi thứ của Covid, thì mình cũng hoàn toàn tin là nó sẽ lan tiếp ra tận Mỹ. Hồi đấy chưa lan đến Mỹ. Vâng. Ở đây bắt đầu lan sang châu Âu, lan sang Ý, lan sang châu Âu, lan sang Hàn Quốc. Nhưng chưa lan sang Mỹ, mình đánh giá là chắc chắn nó sẽ lan sang Mỹ. Và mình sẽ chờ tiếp và mình nhớ là khi nó lan đến sang Mỹ rồi thì mình thấy là bắt đầu lockdown ở châu Âu diện rộng. Mình nghĩ là lockdown ở châu Âu và Mỹ thì nó sẽ là đáy của các thị trường equity ở các thị trường lớn đấy. Và đúng là như thế, là khi mà cái nỗi sợ lớn nhất của người ta là lockdown ấy, nó xảy ra ấy, thì thị trường có cú bán tháo cuối cùng và thị trường châu Âu và thị trường Mỹ tạo đáy vào đâu đấy mình nhớ là cái tuần cuối của tháng 3 trước Việt Nam.
Việt Nam thì, nhưng mà lúc đấy Việt Nam thì đã giảm đến 700 rưỡi gì đấy rồi, mình nhớ 700 rưỡi rồi. Thì mình nghĩ là nó cũng đã rất rẻ, mình bắt đầu mua. Mình nghĩ là còn một rủi ro nữa là Việt Nam lockdown nốt đấy, mà mình không 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 chắc chắn là khả năng đấy có xảy ra không, bởi vì lúc đấy Việt Nam bắt đầu thể hiện được cái khả năng kiểm soát dịch rất tốt. Mình nghĩ rằng là nó đã qua hai bài test, một bài test Trung Quốc mình cũng có một số ca và truy vấn rồi mình chặn rất là tốt. Sau đấy có vài test thứ hai là Hàn Quốc bị, là hai cái đối tác thương mại du lịch lớn nhất với Việt Nam đều bị. Mình nghĩ là cái khả năng chống chịu của Việt Nam là rất khó, nhưng cuối cùng làm được. Thì đến lúc đấy là mình cũng có một chút niềm tin là Việt Nam sẽ kiểm soát được cái đó, nên mình bảo mình vẫn nên mua, vẫn nên giải ngân vì nó quá rẻ. Còn nếu mà trong trường hợp nó lan ra cả Việt Nam nữa, mình phải chấp nhận mình có thể mua thêm. Thì cái cú xảy ra với Việt Nam mà lockdown đấy là cái cú mà mình cũng đánh giá là nếu xảy ra lockdown Việt Nam sẽ tạo đáy cho Việt Nam. Thì cái cú đấy cú mình mua nốt phần còn lại, thì chắc không không còn nhiều lắm nhưng mình mua nốt này. Thì cái danh mục đến lúc mà mua dần rồi lúc cầm từ đỉnh đến xuống đến đấy ấy, nó cũng lỗ sâu nhất đến 20% toàn bộ danh mục. Vì 30% nó rơi đến 50% là đến 40% thì cũng đến khoảng mười mấy phần trăm rồi. Rồi cái phần mình mua sớm ở cái vùng 720 mua khá là nhiều, rơi tiếp 10% nữa. Thì danh mục lúc lỗ sâu nhất và thời điểm sâu nhất là cũng đến 20%, hơn 20% trong những cái ngày mà kiểu ngày đầu thứ hai mở cửa sau cái vụ ấy. Em nhớ là đáy tầm 30 tháng 3. Đấy, anh nhưng mà em thấy anh thật là giỏi. Lúc em sợ mà em bán ấy, hóa ra là anh mua của em. quay trở về hiện tại anh, thì đây là cái đồ thị. Em thì nhìn thị trường thì em hay nhìn TPB, bên cạnh BE thì em nhìn theo định giá TPB nữa. Thì em thấy có cái phần em miêu tả một chút, nó có 5 cái đường tương đối ổn định ấy, là định giá PB từ 1,2, 1,6, 2, 2,4 và 2,8. Và cái đường mà chạy rích rác nhiều ấy thì là PB thực tế của thị trường. Thì PB thực tế của thị trường đâu đấy hiện nay nó khoảng tầm 2, trên 2,6 lần. Thì em nhìn cái biểu đồ này thì em hơi liên tưởng đến hai cái vòng tròn, hai cái hình elip mà em kê, nó giống cái giai đoạn 2009 lúc mà thị trường hồi phục lại một cái hình chữ V từ đáy. Thì và thị trường trở nên đắt hơn, định giá PB đâu đấy tầm 2,6 đến 2,8 lần. Thì nếu mà nhìn quá khứ, nếu mà nhìn hồi năm 2009 thì thị trường giảm 50% từ đỉnh hồi đó, tức là đến năm tạo đáy hồi năm 2011. Thì anh nghĩ sao về điều này? Tất nhiên là để tránh nhìn tương lai qua gương chiếu hậu như anh vẫn hay nói. Thì cái điểm giống và điểm khác giai đoạn hiện nay với cả giai đoạn trước đó là như thế nào? Cái chỉ số P trên B là cái chỉ số mình rất hay nhìn trong những giai đoạn khủng hoảng. Bởi vì mọi người biết là trong khủng hoảng thì P trên E rất là méo. Có những cái doanh nghiệp nó thành âm ấy, thì những cái chỉ số thống kê của P trên E nó không còn hiệu lực nữa. Thì tính toán P trên E nó bị méo, thì nhìn P trên B mình sẽ có một cái nhìn tĩnh tại hơn về chuyện là thị trường đang rẻ đến đâu hay đắt đến đâu. Và có một cái thực tế là P trên B của thị trường sau khủng hoảng ấy, ngay sau khủng hoảng ấy, năm đầu tiên ấy, như bây giờ này, thông thường nó lên rất cao. Bởi vì giá thì lên mạnh, trong khi cái earning của doanh nghiệp thì nó chưa lên theo để nó bồi đắp cái book value lên ấy. Thì mọi người sẽ luôn luôn nhìn thấy một cái đỉnh của P trên B trong cái đà phục hồi của thị trường. Và P trên B đấy có thể sẽ hạ dần trong tương lai, trong thời gian tới. Thậm chí P trên E cũng có thể như thế nhá. Nhưng mà điều đấy không có nghĩa là index giảm, mà bởi vì là lợi nhuận của doanh nghiệp nó tăng quá nhanh trên cái nền thấp ấy. Ví dụ như mọi người sẽ nhìn quý 1 này là cái nền lợi nhuận, quý 2 nữa là year over year nó sẽ có thể có những cái cú tăng cỡ 50-70% đối với nhiều doanh nghiệp, thậm chí 100%. Nếu mà năm ngoái kiểu lãi quá ít thì là rất bình thường. Và P trên E, P trên B của doanh nghiệp nó sẽ có một cái bậc hạ xuống rất là mạnh. Thì theo cái thống kê của một số bên làm data thì theo mình hiểu là mọi người estimate là P trên B và P trên E của thị trường sẽ ngay sau khoảng 10 ngày nữa ra các báo cáo quý 1 xong thì P trên E sẽ hạ xuống khá nhiều. Bây giờ đang khoảng 19 chấm mấy đúng không? Quanh 19 thì sẽ xuống dưới 18 chỉ sau một quý thôi. P trên P-book thì nó hạ ít hơn nhưng đâu đấy cũng phải tầm 5%. Thì nó đang 2,6 mấy à? Thì nó sẽ giảm được đâu đấy về khoảng độ 2,5. P trên book. Và nếu theo thời gian như thế thì mọi người sẽ có thể thấy tiếp là nếu mà index không tăng quá nhiều nhé, và tăng chậm hơn cái đà tăng của earning ấy,
thì Facebook có thể sẽ không tăng lên nữa. Đấy cũng là một cái khá bình thường của một cái chu kỳ phục hồi của kinh tế. Nhưng mà quay lại câu hỏi của Tùng ấy, là nó khác gì chu kỳ trước ấy, thì nó có một cái khác rất lớn. Ngoài cái đặc thù mình vừa phân tích ấy, là cái khác rất lớn ở đây là 2011 là cái giai đoạn mà nó đi vào 2 năm 2011, 12, 13 cực kỳ khó khăn và lãi suất rất cao. 2010 nó phục hồi lên nhé, xong mọi người nhớ cuối 2010 là lãm phát bắt đầu lên rồi, lãi suất bắt đầu lên. Vĩ mô vĩ mô nó rất khác. Vĩ mô của giai đoạn này mình nghĩ là lạc quan hơn rất nhiều. Nên là cái triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp nó bồi đắp vào book value ấy, nó cũng sẽ tốt hơn hẳn giai đoạn đấy. Nên mọi người sẽ nhìn thấy cái giá trị sổ sách nó dày lên nhanh. Tức là anh không nghĩ là this time is different. So với chu kỳ trước này sẽ khác. So với chu kỳ trước thì chắc chắn lần này sẽ khác so với chu kỳ 2011. Mà thực tế thì cái câu this time is different đấy nó để mention, nó để nói cái đến một cái ý nghĩa khác. Còn mình nghĩ là cái chu kỳ kinh tế của mỗi quốc gia, mỗi doanh nghiệp ấy, nó biến chuyển theo thời gian, không có lần nào khác lần nào giống lần nào đâu. Nó như kiểu cái câu, dùng cái câu này đúng hơn, không ai tắm hai lần như một dòng sông ấy. Dòng sông luôn chảy và bối cảnh luôn thay đổi đi, doanh nghiệp cũng vận động mà doanh nghiệp cũng biến đổi, cũng transform, nên là doanh nghiệp của giai đoạn này sẽ rất khác doanh nghiệp của giai đoạn vài năm trước, tùy từng doanh nghiệp đấy. Thì cái đấy là cái mình nghĩ là cái câu phù hợp hơn trong giai đoạn này. Ok, thế thì em nghĩ là mình cũng nhìn qua thế giới một chút, thì cái anh nói là mình vừa nhìn ở điều kiện Việt Nam ấy. Thì mình nhìn qua thế giới một chút. Thì em nhớ, tại vì khi mình điểm lại thế giới thì em rất là nhớ cái bài này, ấn tượng cái bài hồi anh viết tháng ngày 3 tháng 11 năm 2018. Tức là anh có đặt bài viết là nhìn từ đáy giếng. Thì hồi đó là thị trường chứng khoán ở Mỹ, thì là thị trường chứng khoán mà bull market là tăng dài nhất trong lịch sử. Thì lúc đấy có một cái concern mà em nghĩ là có liên hệ tới hiện tại, thì là concern là tỷ lệ thất nghiệp giảm, cái mức lương tăng, tức là CPI tăng, và tương ứng với đấy thì là cái việc mà Fed sẽ, tức là tin vui cho người lao động và nỗi lo của Fed, em trích lại của anh thôi. Được. Thì CPI tăng thì dẫn tới việc mà Fed sẽ phải kiểu như là hạn chế mức cung tiền á. Rồi Fed sẽ phải thắt chặt tiền tệ để lãi suất ngân hàng tăng nhanh hơn, tin GDP tốt thì lại là tin xấu với nhà đầu tư. Đấy. Good news become best news. Thì em thấy ví dụ như hiện tại là GDP các ví dụ Trung Quốc vừa ra báo cáo kinh tế quý 1 GDP tăng tuyệt vời. Em nghĩ là các cái nước khác cũng như thế, tức là tin tốt ra rất nhiều. Rồi dẫn tới việc là bond là thị trường chứng khoán, tức là trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm ấy, cũng có một cái đoạn mà yield nó tăng lên khá là mạnh, tức là giá của trái phiếu nó bị giảm ấy. Thì em thấy nó có một số cái điểm nó khá là giống với cái mà anh đang liệt kê ở đây. Tất nhiên là nó hơi khác một chút thời điểm này đúng không? Vâng, nhưng mà một số cái dấu hiệu em thấy nó có giống. Mặc dù là tất nhiên là Fed thì hiện tại là chưa hành động, Fed thì vẫn đang duy trì là cái cam kết là cái lãi suất giảm. Thì anh có bình luận và cập nhật thêm về cái tình hình macro ở Mỹ và trên thế giới. Ok. Nhà đầu tư mình trong khoảng độ 2-3 tháng gần đây có một cái quan tâm rất lớn đến lạm phát và lãi suất, đúng không? Vâng. Anh nghĩ là cái quan tâm đấy nó rất hợp lý. Vì như Tùng có liệt kê ấy, khi mà lạm phát có dấu hiệu đi lên vì kinh tế phục hồi nhanh thì những cái chính sách hỗ trợ về mặt tài chính sách tiền tệ nó sẽ có xu hướng giảm bớt. Và đấy là cái tin xấu nhất đối với thị trường chứng khoán. Thực ra trong đầu tư chứng khoán có hai cái biến số mà bên mình quan tâm lớn nhất. Một đấy là chính sách tiền tệ, đấy là quyết định dòng tiền vào hay ra các thị trường tài sản, đấy là lớn nhất. Cái lớn thứ hai mới đến là tăng trưởng của thị trường và doanh nghiệp. Cái yếu tố kia nếu mà thực sự bị thắt chặt lại thì dù doanh nghiệp có tăng trưởng số tiền để mua cổ phiếu nó ít đi, và các bạn sẽ thấy là đà lên rồi mọi thứ nó rất khó khăn, và thậm chí nó bị rút đi những cái khoản đầu tư, nó sẽ dẫn đến việc bán ra dù cổ phiếu rất tốt, dù tăng trưởng vẫn rất tốt. Đấy là yếu tố số 1. Thì cái concern, cái lo lắng đấy của mọi người mình nghĩ hoàn toàn hợp lý, hoàn toàn có một vài cơ sở. Nhưng quay lại update, nếu mà gọi là nhìn về chu kỳ dài của kinh tế thì mình thấy cái giai đoạn này nó giống hơn với giai đoạn 2010 hơn là giống với 2018.
cái rất là cốt yếu Tùng đấy, Tùng mở giúp cho cái này là nền kinh tế nó đã đến đoạn quá nóng và toàn dụng lao động hay chưa. Cái 2018, cuối 2018 mình có raise lên một cái concern là thị trường equity của Mỹ và của toàn cầu nó có thể có một cái rủi ro khá lớn, bởi vì là đấy, thị trường Mỹ nó đã đến một đoạn toàn dụng lao động rồi. Tức là lúc đấy số người tìm việc nó ít hơn số việc tìm người, lao động đắt đỏ hơn, lương bắt đầu tăng, chi tiêu tiêu dùng tăng, rồi tất cả những cái biến số đấy nó đều là biến số để Fed thắt chặt tiền tệ. Thì Fed nó có hai công năng chính nhé, mọi người nếu mọi người theo dõi mọi người sẽ thấy Fed có hai lập được lập ra để làm hai việc. Một là giúp cho người lao động tìm được việc làm, giúp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, và thứ hai là kiểm soát lạm phát. Hai việc đấy là hai việc song song với nhau. Nhưng tùy từng giai đoạn Fed sẽ ưu tiên việc gì hơn. Thì cái giai đoạn như 2018 mọi người nhìn thấy là toàn dụng lao động rồi, thì cái là ông đã hoàn thành cái trách nhiệm về mặt tăng trưởng, thì ông phải ưu tiên cái kiểm soát cân bằng của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát. Thì lúc đấy chính sách tiền tệ thắt chặt là cái thứ nó rất là tất yếu, nó sẽ đến sớm hay muộn, và thực tế chứng minh là nó cuối năm đấy là Fed tăng lãi suất. Thì thị trường Mỹ mọi người có nhớ không, biết mọi người nhớ không, nó giảm khoảng 20% đấy, S&P giảm trong tháng 10, tháng 11, 12 giảm 20% rất gắt, và Việt Nam cũng giảm theo. Quay lại bây giờ thì mọi người nhìn thấy Tùng, chắc Tùng cũng mọi người có thể search rất là dễ dàng cái yếu tố số 1 là kinh tế Mỹ đang ở đâu, mức độ thất nghiệp đang ở đâu. Thì thất nghiệp Mỹ lúc vừa rồi cao nhất nó lên đến khoảng gần 10%, 7-9% gì đó, mình nhớ không nhầm năm nữa trước. Bây giờ nó đang thất nghiệp khoảng 6%, hơn 6%. 6%, 6%. 6%. Nghĩa là nó bằng với mức thất nghiệp ở đỉnh khủng hoảng của năm của chu kỳ trước là 2009. Thì thất nghiệp Mỹ như lâu cũng lên 6,7% thôi. Thế có nghĩa là ưu tiên của Fed là gì? Chắc mọi người có câu trả lời đúng không? Và chairman của Fed cũng đứng lên trả lời một cách rất rõ ràng là ưu tiên số 1 của Fed bây giờ là tiếp tục hỗ trợ thị trường việc làm. Và mình nghĩ là cái xu hướng đấy nó sẽ tiếp diễn cho đến khi mà việc làm của Mỹ được tạo ra một cách ổn định và cái số lượng thất nghiệp nó phải giảm xuống khá là sâu nữa. Sâu nghĩa là như nào? Cái đấy không phải kiến thức của mình, nhưng mà mình tham khảo được ở expert trên thế giới ấy, là bao giờ cái tỷ lệ thất nghiệp đấy xuống dưới 5%. Thì lúc đấy là lúc mà mọi người Fed sẽ rất cân nhắc chuyện là có tiếp tục hỗ trợ ở mức độ nhiều hơn nữa hay không. Sớm hơn ấy, nếu mọi người có quan tâm đến yếu tố đấy, thì nó có một cái cuộc họp của Fed mà một số Fed member có nói là chúng tôi sẽ ngồi lại để bàn về chuyện lộ trình tapering, có nghĩa là giảm bớt cung tiền khi mà cái vaccination, nghĩa là cái tiêm chủng của Mỹ ấy, đạt đến trên 70% dân số, có nghĩa là dân số Mỹ đạt được gọi là miễn dịch cộng đồng. Thì lúc đấy Fed sẽ ngồi lại với nhau để bàn là trong bao lâu nữa chúng ta sẽ có một lộ trình giảm lượng cung tiền, giảm những gói hỗ trợ kích thích. Đấy là ngồi lại với nhau để bàn nhé, chứ chưa phải là ngồi lại với nhau để thắt chặt. Nhưng mà mình nghĩ là thị trường chắc sẽ có những concern nhất định vào thời điểm đấy. Và theo cái lộ trình tiêm chủng bây giờ của Mỹ thì đâu đấy vào tháng 6 đến tháng 7 năm nay thì Mỹ sẽ đạt được cái tỷ lệ đấy. Thì mình nghĩ là đấy là thời điểm mà mọi người nên nên tập trung theo dõi xem quyết định của Fed là như nào. Còn bây giờ nó là còn khá sớm. Em thấy trong mỗi một thế hệ đầu tư ấy, thường có một cái giả định. Ví dụ như là cái thời kỳ mà trước khi xảy ra cái khủng hoảng tài chính ở Mỹ năm 2008-2009 ấy, thì cái giả định là giá nhà trên toàn quốc chưa bao giờ giảm. Trong vòng, em nghĩ là thống kê trong vòng 100 năm rồi đó. Và khi mà cái khủng hoảng nó xảy ra thì là cái giả định nó bị fail. Thì em nghĩ là cái thế hệ, cái kỷ nguyên mà anh em mình đang sống ấy, thì có một cái giả định đấy là don't fight the Fed, tức là đừng bao giờ chống lại Fed. Tại vì là trong vòng, đây em có liệt kê trong vòng 40 năm là cái kỷ nguyên mà anh em mình đang tham gia vào, là kỷ nguyên vàng của đầu tư tài chính ấy, thì lãi suất nó giảm từ 19% về bây giờ là 0,1% lãi suất Federal Fund Rate của Mỹ ấy. Rồi. Cùng với đó thì là em có thống kê ở đây là GDP, thực ra là em đánh trích nguồn lại thôi, thì là GDP của Mỹ ấy, thì là tăng 7 lần. Nhưng mà cái market cap của, tức là tài sản tài chính, cụ thể đây là cổ phiếu ấy, nó tăng 39 lần. Thì
liệu là cái giả định là don't fight the Fed, đừng chống lại Fed, liệu nó có cái giả định thì anh nghĩ là nó có thể bị, tức là không, Fed không điều khiển thị trường mà thị trường điều khiển Fed, ý em là thế. Và cái lúc đấy thì có thể là tài sản tài chính hoặc là những cái loại hình đầu tư nó hành động nó khác đi so với cả ngày xưa. Anh suy nghĩ sao về cái giả định đó và cái suy nghĩ của anh? Ok, mình nghĩ câu hỏi này rất là cơ bản, rất là hay. Ở góc độ như này, 40 năm vừa qua lạm phát của toàn cầu giảm đi, lãi suất của toàn cầu giảm đi rất nhanh, và ở một số nước thì giảm trước những nước khác. Ví dụ như Nhật Bản thì cách đây 20 năm mình nghĩ là đã đi vào cái giai đoạn giảm lãi suất về gần không rồi. Châu Âu thì cách đây khoảng 10 năm, và bây giờ đến Mỹ. Đằng sau cái đấy là cái gì mới là cái quan trọng, vì không phải vô lý mà lạm phát nó cứ giảm đi, đúng không? Lãi suất nó cứ giảm đi. Không phải là chủ quan Fed muốn như thế đâu. Có rất nhiều cái phê phán là ông Fed ông đang bơm quá nhiều tiền và ông tạo nên những bong bóng, trong đấy có bong bóng cổ phiếu, bong bóng trái phiếu và bong bóng nhiều tài sản tài chính khác ở khắp nơi trên thế giới, bởi vì ông in quá nhiều tiền. Mình nghĩ là như này, mình nghĩ Fed đang làm những điều tốt nhất có thể ở vị trí của một ngân hàng trung ương. Mình cũng đọc rất nhiều những cái phản biện của các bên phê phán Fed, nhưng mình không thấy có bất kỳ một cái đề xuất nào tốt hơn những gì mà Fed đang làm. Mọi người có thể phê phán rất nhiều nhưng mà không ai có một đề xuất tốt hơn. Thế có nghĩa là gì? Thế nghĩa là Fed đang làm điều tốt nhất. Và mình nghĩ là chúng ta đang sống trong một cái môi trường mình nên hài lòng với chuyện đó, mình nên chấp nhận chuyện đó, mình nên đi theo cái xu hướng đó nếu đấy là thứ tốt nhất đang có. Lý do đằng sau cái này bọn mình cũng có tìm hiểu. Thì nó là một cái thứ vô cùng căn bản, đấy là cơ cấu dân số. Mình cũng có một vài cái thống kê khác, lúc nào gửi Tùng xem, cơ cấu dân số của thế giới nó đạt, vì sao lại có một cái đỉnh của lãi suất cao như thế kia vào những năm 80 ấy. Nó rất giống với Việt Nam cách đây 10 năm. Nghĩa là chu kỳ dân số của thế giới ở những cái nước mà dẫn đầu cái nền kinh tế này của cả thế giới này, là châu Âu, là Mỹ ấy, là Nhật Bản ấy, là cơ cấu dân số lúc đấy là trẻ nhất, tăng nhanh nhất, năng suất lao động tăng nhanh nhất, thu nhập tăng nhanh nhất, là những cái thập kỷ 70-80. Baby boomer đó, mọi người mà quay lại thấy đấy là lý do mà vòng quay của tiền nó vô cùng nhanh của giai đoạn đấy. Nên là Fed mặc dù không, Fed hồi đấy thắt chặt nhé, cả xu hướng đấy là tăng lãi suất liên tục là thắt chặt nhé, nhưng lạm phát vẫn lên, lãi suất vẫn lên, đúng không? Đúng rồi. Và trong cái chu kỳ từ đấy cho đến bây giờ thì mình chỉ thể nhìn thấy một chiều đi xuống thôi. Thỉnh thoảng có một vài cú gì đấy ông có thể tăng lên trong một vài năm, ví dụ như là 2018 vừa rồi chẳng hạn, thì tăng trong 2 quý thôi, xong sau đấy lại phải giảm ngay, bởi vì đằng sau nó là cái cơ cấu dân số không thể thay đổi được, là đang giả đi của cả thế giới này, và đặc biệt là những cái nền kinh tế lớn nhất trên thế giới này, chi phối toàn bộ cái tiêu dùng rồi tăng trưởng đều đang giả đi. Và bây giờ lớn hơn nữa là gần nhất là Trung Quốc cách đây 5 năm là cũng đến cái điểm mà số lượng người lao động gia nhập lực lượng việc làm ấy bắt đầu tăng trưởng âm. Nhưng sau đấy là nó sẽ giảm dần đi. Cơ cấu dân số Trung Quốc thì vẫn tăng nhưng mà tăng rất chậm, nhưng mà cái số lao động đang tạo ra việc làm từ 18 cho đến 60 tuổi ấy, là bắt đầu giảm dần đi, thì nghĩa là họ bắt đầu bước vào giai đoạn già hóa rồi. Thì Trung Quốc là cái động đầu kéo của kinh tế thế giới trong 20 năm vừa rồi, 10-15 năm vừa rồi thì cũng đã bắt đầu đi vào cái con đường đấy. Giống như Mỹ, giống như châu Âu hay giống như Nhật 10-20-30 năm trước. Thì nếu mình nhìn toàn bộ thế giới với cái bức tranh đấy, mình không nghĩ có lý do gì mà cái chu kỳ này nó bị đảo ngược trở lại sớm. Vì sao? Vì càng già cái behavior của mình nó càng khác, cái thu nhập của mình nó càng khác. Khi mình già đi mình không có những cái tăng trưởng thu nhập nó nhanh nữa. Lúc đấy là chi tiêu bằng saving. Lúc đấy các cái nhu cầu của mình nó giảm dần đi. Và cái vòng quay của tiền ấy, là nó chậm đi. Thế thì thống kê đi cùng cái này ấy, nó sẽ là cái hai cái chart, một chart là cung tiền cơ bản ấy, M0 M1 ấy, là in ra liên tục. Mọi người nhìn thấy rất hãi, tăng khủng khiếp luôn. Nhưng mà ngược lại, cái cung tiền đấy nó không ra được đến ngoài nền kinh tế và quay vòng nhanh như thời ngày xưa. Bởi vì cái hành vi chi tiêu nó khác rồi.
cái đấy nó ví dụ như vào tay mọi người ở đây toàn 9x thì chắc vay rồi tiêu dùng sẽ rất là nhanh và vòng quay rất nhanh, nhưng mà vào tay như mình là đã khác rồi. Hoặc là những ông mà anh chị già hơn thì mọi người sẽ saving, mọi người sẽ chi tiêu ít hẳn đi, thì cái vòng quay tiền tự nhiên, vòng nhân tiền nó bị thấp, và kết hợp hai cái cung tiền và nhân tiền lại ấy, thì nó vẫn ra một thứ rất ổn định và nó không có lạm phát được. Vì thế mọi người cứ nói là in tiền nhiều như thế tại sao không có lạm phát ấy. In tiền không phải là đủ, không phải là biến số để tăng lên lạm phát, mà cái tiền lưu thông ngoài kia bao nhiêu so với hàng hóa nó mới tạo nên lạm phát. Và vòng quay tiền nó quá chậm ấy, thì cái in tiền nhiều ra đấy chỉ đúng bằng với cái vòng quay tiền giảm đi thì sẽ không thể có lạm phát được. Chưa kể đến là bây giờ các công nghệ rồi các cái hiệu quả của sản xuất nó cao lên, nên là người ta sản xuất ra mọi thứ rẻ đi nhiều lên thì cái cung hàng hóa đấy nó lại còn thậm chí tăng nhanh hơn cả cái hệ số nhân của cung tiền đó, thì cuối cùng là lạm phát thậm chí còn thấp đi. Đấy là thực tế mà đang xảy ra 20 năm nay. Mặc dù mọi người nếu nhìn vào cái hệ số in tiền rồi bảng cân đối kế toán của các ngân hàng trung ương thì mọi người thấy nó phình ra một cách kinh khủng, nhưng mà không có lạm phát. Và tiếp tục vẫn là một cái debate không có hồi kết là tại sao in tiền như thế mà không có lạm phát. Chúng ta chẳng qua là delay cái tương lai lạm phát, siêu lạm phát hay không ấy. Nhưng nghĩa câu hỏi là không, câu trả lời là không. Bởi vì nếu có delay nó chỉ vài năm thôi. Như ở Việt Nam ấy, cái thời tăng trưởng kinh tế mà 2007-2008 ấy, trước đấy là tăng trưởng trong khoảng 3 năm liền là tín dụng tăng 30%, thì lạm phát không cỡ gì sau đấy, có delay mấy nó cũng bùng ra chỉ sau vài năm thôi. Nhưng bây giờ cả thế giới in tiền 20 năm rồi các bạn ạ, không lạm phát. Và nhất là những nước mà in tiền nhiều nhất là Nhật Bản. Các bạn nhìn xem bảng cân đối kế toán của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản bây giờ là nắm, hình như mình nhớ không nhầm là đến mấy chục phần trăm tổng cái tài sản của sàn chứng khoán, đến mức độ như thế mà không có lạm phát, thậm chí lạm phát âm. Đấy là Nhật Bản là cái nước đi đầu tiên của thế giới về già hóa nhé. Thì mọi người nhìn thấy tiếp, mọi người sẽ thấy châu Âu sẽ đi theo bước đó, Mỹ rồi sẽ cũng sẽ đi theo bước đó, rồi đến Trung Quốc, rồi đến cả Việt Nam cũng thế, cũng sẽ đi theo con đường đó, là bắt buộc phải in tiền để cân đối lại việc vòng quay tiền bị chậm đi. Đấy là xu hướng mình nghĩ là một cái không thể thay đổi được. Và chúng ta phải nhận ra điều đấy, và chúng ta chấp nhận điều đấy, và chúng ta hành động theo cái sự vận động đấy. Mà mình không nhìn thấy cái cơ cấu dân số của thế giới này có thể tăng trở lại một cách mạnh mẽ để nó quay trở lại cái chu kỳ tiêu dùng bùng nổ của những năm 70-80 sớm, mình không nhìn thật. Gần đây nhất thì may ra có Ấn Độ bắt đầu dần dần đi vào bước của Trung Quốc 10-20 năm trước, nhưng mà Ấn Độ cũng chỉ có tỷ dân thôi, hơn tỷ dân. Nó không phải là vấn đề. Mọi người nhìn sang lạm phát Ấn Độ sẽ thấy nhé, lạm phát Ấn Độ rất cao. Lạm phát của Indonesia là cái nước dân số đang tăng nhanh ấy, cũng rất cao. Nhưng lạm phát của phần còn lại thế giới rất thấp. Và lạm phát của Việt Nam thế. Mọi người cứ hay nói chuyện ở Việt Nam sợ lạm phát quay lại, mình nghĩ lạm phát Việt Nam không bao giờ quay lại mức cũ nữa. Mình nhìn cái cơ cấu dân số, mọi người sẽ thấy là cơ cấu tăng trưởng lao động của Việt Nam đang chậm dần lại. Giai đoạn dân số vàng của mình chỉ còn khoảng 5-7 năm thôi. Sau đấy là mình cũng sẽ giống Trung Quốc 10 năm trước. Việt Nam về cơ bản rất giống Trung Quốc 15 năm trước. Nên mọi người sẽ thấy là cái giai đoạn này là giai đoạn mà còn đang mọi thứ tăng trưởng, mọi thứ còn đang rất là có tiềm năng. Nhưng 5-7 năm nữa, 10 năm nữa thôi, cơ cấu dân số Việt Nam cũng đến cái ngưỡng mà lúc đấy phải in tiền ra nhiều lắm để bù, và cũng không có lạm phát đâu. Nhưng không mà... em đọc một cái quan điểm nó giống cái phần đầu vào của anh, nhưng mà cái kết luận đầu ra lại khác ngược lại. Như thế nào? Em mạnh dạn chia sẻ. Tức là giải thích cái lý do trong vòng 40 năm qua này là vì sao mà lạm phát với cả lãi suất nó giảm anh, thì đồng quan điểm là cái cơ cấu dân số là cái lý giải. Thì cơ cấu dân số thì trong đấy cơ cấu dân số như anh nói là các nước phát triển Mỹ, châu Âu và Nhật thì là cơ cấu dân số mà đang cái độ tuổi mà lao động ấy, cao nhất. Và đặc biệt là Trung Quốc và Đông Âu là hai cái khối mà có cái lực lượng lao động trẻ rẻ tham gia vào từ năm 90 Trung Quốc bắt đầu tham gia quá trình toàn cầu toàn cầu ạ. Thì hai cái yếu tố đấy nó làm cho cái việc là cái giá sản xuất ấy, giá thành lao động và sau đấy là giá thành sản xuất nó giảm xuống. Cụ thể là Trung Quốc là cái thằng đầu kéo mà kéo cái lạm phát trên toàn thế giới đi xuống. Thì từ đấy, từ cái phân tích đấy, người ta đưa ra cái lập luận là bây giờ Trung Quốc dân số, cái lực lượng lao động của Trung Quốc đã giảm, bắt đầu đắt lên, bắt đầu giảm, đúng không ạ?
dân số các nước Đông Âu, các nước phát triển ấy, thì là già, tức là cái chi người già thì chi phí rất là nhiều. Hôm qua mới đưa mẹ em đi khám bệnh xong, chi phí rất nhiều. Mà cái lực lượng Trung Quốc với cả Đông Âu ấy thì là Rất cái lớn và cho nền sản xuất. cái chi phí là bây giờ ví dụ thu nhập được bình quân đầu người Trung Quốc là trên 10.000 đô, đúng không? Đắt đắt hơn ngày xưa rất nhiều, ngày xưa chỉ tầm 1-2.000 đô thôi. Đó. Thế thì câu hỏi là vì sao mà Nhật Bản trải qua tình huống tương tự mà lại không gặp cái lạm phát, đúng không? Thì người ta lý giải rằng là Nhật Bản thực ra là nằm trong cái chen lớn ấy, là cái năng lượng lao động ấy nhập khẩu được, lúc đấy là lượng lao động của Trung Quốc, của Việt Nam, của các nước khác vẫn còn đang rẻ ấy, thì họ nhập khẩu lao động hoặc là họ chuyển sản xuất sang bên Trung Quốc ấy, thì là họ in tiền nhưng mà họ không bị lạm phát. Đấy. Thì ok, một động lực khác nữa là Ấn Độ và Châu Phi có thể cung cấp cái lực lượng lao động Việt Nam. rẻ, với hoặc Việt Nam, Indo có thể cung cấp cái lao động giá rẻ để thay thế cái vai trò Trung Quốc kéo cái lạm phát trên toàn cầu tiếp tục đi xuống hay không. Thì đại loại theo em đặt thì kết luận đấy là cái sự hiệu quả của nền kinh tế Ấn Độ hoặc là Châu Phi ấy, vì do là cơ cấu địa lý, Không thể cơ bằng cấu Trung dân Quốc đúng số không không? thể bằng Trung Quốc được, tức là Trung Quốc làm cái duy nhất, thì từ kết luận ấy dẫn tới là cái này có thể đảo ngược trong thời gian tới, tức là lạm phát có thể tăng lên. Họ không biết là khi nào, nhưng mà trong vòng 15 tới thì là cái xác suất mà lạm phát tăng lên là cao hơn, do là cái chi phí lao động tăng mà cái chi phí để kiểu như là nuôi người già ấy cũng tăng lên. Đó. Tức là đại lại thu vào thì ít đi Ok, mà hiểu chi hiểu. thì ra thì tăng lên. Em nghĩ cũng là một cái đấy, một chủ đề thú vị để mình nghiên cứu trong một cái series khác mà nó sâu Ok, nhất hơn. trí, nhất trí. Cái Vâng. đấy rất phức tạp Vâng. mà anh cũng anh nghĩ là anh có câu trả lời cho cái đó. Vâng. Nó cũng sẽ khá dài. Quay trở lại với tình hình Việt Nam hiện tại đi, thì anh có tìm thấy cái cơ hội đầu tư hấp dẫn ở trong thời điểm thị trường hiện tại không? Và nếu mà có thì anh có thể chia sẻ một vài ví dụ với cả khán giả Ok. để nhà đầu tư hiểu rõ hơn về chiến lược và cách thức mà anh lựa chọn cổ phiếu. Cơ hội đầu tư ở Việt Nam thì gần như lúc nào cũng có. Mình chia sẻ các bạn rồi, Việt Nam đang đang trong một cái giai đoạn phát triển của dân số vàng đúng không? Mình ở một cái nền rất thấp nữa. Xã hội của mình đi lên thì nhanh nhưng mà cũng vẫn thiếu rất nhiều thứ so với những cái xã hội phát triển khác. Từ hạ tầng cho đến dịch vụ, cho đến sản xuất công nghiệp, cho đến mình nghĩ mọi thứ, kể cả lương thực, thực phẩm, y tế, giáo dục, everything mình đều ở cái mức thấp hơn cái nền chung của những nước trong khu vực thôi chứ chưa nói gì ghê gớm. Nên là cái nhu cầu để mọi thứ nó được nâng cấp lên, nó chính là cơ hội của doanh nghiệp. Mình nghĩ là doanh nghiệp Việt Nam mình đang được thế nào, đang tích lũy được những cái nguồn lực nhất định cả về kiến thức, về về tiền, tài chính, cả về con người, cả về công nghệ, cả về vị thế, vì uy tín để mà bắt được, nắm bắt được những cơ hội đấy. Và một cái điều cực kỳ mình nghĩ khác nữa, this time is different ấy. Mình nghĩ là cái nền vĩ mô của Việt Nam trong giai đoạn này trở đi ấy, nó ổn định hơn vô cùng nhiều lần so với mười mấy năm, 15 năm kể từ thời mình mở cái tài khoản đầu tiên Vâng. đi đầu tư. Mình nghĩ ở đây là giai đoạn vĩ mô Việt Nam ổn định nhất trong trong suốt 15 năm đấy mình đầu tư cho đến bây giờ. Thì dưới cái nền vĩ mô đã ổn định như thế rồi ấy, mình đi gặp lãnh đạo doanh nghiệp với các anh ấy có cái sự mạnh dạn hơn rất nhiều trong việc mở rộng đầu tư, hay là có một cái tầm nhìn xa hơn, plan một cái 3 năm, 5 năm rõ ràng và mạnh dạn. Trước đấy mình đi gặp những cái thời mà 2011, 12 mình hay đi gặp doanh nghiệp lúc mà khó khăn nhất, mình rất thích đi gặp doanh nghiệp. Thì các anh hỏi các anh là anh nhìn 3 năm nữa, 5 năm như thế nào thì toàn bị mắng thôi. Mày một năm nữa tao còn chả nhìn được nó như nào thì mày cứ hỏi câu chuyện xa xôi làm cái gì. Thì mình nghĩ là khi bây giờ gặp lại doanh nghiệp, họ họ có cái nhìn khác, họ tự tin hơn, và cái tự tin đấy hoàn toàn có rất nhiều cơ sở, nên mình là nhà đầu tư mình cũng phải tin vào họ thôi. Nhất là 5 10 năm vừa rồi họ chứng minh được rất là nhiều điều trong một cái môi trường khó hơn bây giờ rất nhiều, nên là bây giờ môi trường đã thuận lợi hơn mà, thì chả có lý do gì mình không đặt niềm tin vào rất nhiều doanh nghiệp hiện giờ trên thị trường. Nhìn thấy góc độ đấy thì mình nghĩ là 3 năm nữa thị trường với nền kinh tế rất khác, và cái rất khác đấy chính là do những doanh nghiệp đang niêm yết hoặc chưa niêm yết tạo tạo nên, và cơ hội đầu tư chúng ta nằm ở đấy. Thì nếu như góc độ đấy nhiều lắm, vô cùng nhiều cơ hội. Mà có lẽ là em sẽ đưa một ví dụ để anh thử bình luận luôn nhé. Đây, ví dụ chúng ta có hai lựa chọn, một là FPT và hai là MWG. Vốn hóa của hai thằng thì đều 63.000 tỷ.
Đấy. À, đem em đặt kế hoạch lần nhận sau thuế thôi. Vốn hóa đang đúng bằng nhau à? Vốn hóa nó xấp xỉ nhau. Em chưa hôm nay thì em chưa cập nhật. Ok, quan trọng. Rồi. Em cập nhật lúc sáng trước khi mà thị trường mở cửa. Thì kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2021 là khoảng tầm của FPT là khoảng tầm 5.200, còn của Thế Giới Di Động là khoảng tầm 4.700. Kế hoạch doanh nghiệp đưa ra. Rồi. Thì ví dụ như đứng vào vai trò của anh là một PM thì anh sẽ lựa chọn doanh nghiệp nào trong hai doanh nghiệp? Mình lựa chọn cả hai. Thực tế đấy là đấy câu trả lời rất thực tế đấy. Nhưng tỷ trọng anh. Cái đấy câu trả lời thực tế luôn là tỷ trọng của hai bạn này đối với mình bây giờ đang ngang nhau. Không thể rất thực tế, rất đúng. Em có thể hỏi vì sao được không? Ừ, hai bạn này đều là hai doanh nghiệp rất xuất sắc của Việt Nam trong hai ngành khác nhau, về cơ bản là hai ngành khác nhau. Cái quay trở lại câu hỏi vừa nãy Tùng hỏi là cái chiến lược, cái triết lý, cái cách đầu tư của bên mình như nào ấy. Mình tùy từng giai đoạn mình có những cái lựa chọn khác nhau. Nhưng mà xuyên suốt nhất thì mình rất là quan tâm đến những doanh nghiệp tốt nhất của những ngành đang đại diện cho cái sự phát triển lên đi lên của Việt Nam. Thì những cái doanh nghiệp tốt nhất đấy, trước đây mình có một cái suy nghĩ khá là sai lầm là những cái doanh nghiệp lớn rồi ấy, thì cái tăng trưởng của họ sẽ chậm và họ sẽ chịu những áp lực cạnh tranh của những cái đối thủ khác nhiều hơn bởi vì họ đứng ở số 1. Còn các doanh nghiệp khác thì đang có nhiều cái room để tăng trưởng hơn. Nhưng sau đấy cũng có một giai đoạn mình đi trao đổi với một anh quản lý quỹ rất là lớn của nước ngoài ấy. Anh đến Việt Nam anh chơi thì anh bảo là mày nhìn như thế không đúng, bởi vì đối với bọn tao ấy, tất cả những doanh nghiệp lớn nhất của bọn mày đều đang là penny, đều đang là thậm chí là startup, vì là cái nền kinh tế của bọn mày nó còn quá sơ khai. Và nếu mà mày nghĩ rằng là doanh nghiệp top đầu của mày đang trưởng chậm là cái đấy có thể là một trong những sai lầm rất lớn của mày. Vì theo kinh nghiệm của tao thì là những doanh nghiệp top đầu mới là những doanh nghiệp nó sẽ tận dụng tốt nhất những cái cơ hội. Mà vì sao? Bởi vì là họ đã lên được số 1. Vì trước đây 10 năm có thể vị trí họ không phải số 1 đâu. Họ cũng nhỏ nhỏ vừa vừa thôi, nhưng họ lên được số 1 thì chứng tỏ là họ đã có một cái năng lực vượt trội so với phần còn lại. Thì mày nên đặt niềm tin vào những cái doanh nghiệp họ đã chứng minh được điều đó. Và phía trước khi mày đã thống nhất nhất trí với tao là tương lai còn rất nhiều phía trước ấy, thì phải lựa chọn những doanh nghiệp mạnh mẽ nhất, có khả năng đi được bền vững xa nhất và cũng thậm chí là nhanh nhất, chứ không phải là to thì đi chậm. Thì đấy là cái mình có thể chia sẻ được là bên mình quan tâm đến những doanh nghiệp đã chứng minh được họ có những lợi thế rất là rõ ràng và thông thường là đang ở vị trí top của ngành hoặc phân ngành. Rồi, hay quá. Thế thì cái lựa chọn sau em nghĩ là sẽ khó hơn này. Đây ba thằng này, ba ngân hàng đều là top trong ngành luôn. BIDV, Vietinbank và Techcom. Vốn hóa em nghĩ là nó không chênh nhau quá xa đâu, tầm 15-20%. Thì bây giờ đều là top cả, thì anh sẽ lựa chọn như nào? Cái top đấy nó có tiêu chí, nó không phải là quy mô. Vâng. Cái top đấy nó là năng lực cạnh tranh, nhưng nó không phải là quy mô. Vâng. Thì mình nghĩ rằng câu trả lời nó không khó tí nào cả. Techcombank có năng lực cạnh tranh tốt hơn nhiều so với hai ngân hàng còn lại. Hai ngân hàng còn lại có vị thế, có quy mô, có lịch sử, có số chi nhánh, số nhân viên nhiều áp đảo so với hầu hết tất cả ngân hàng còn lại. Nhưng mình đánh giá là năng lực cạnh tranh và những lợi thế cạnh tranh của hai ngân hàng kia thuộc về những cái nền kinh tế của quá khứ. Nghĩa là mình nghĩ là ngành banking bây giờ không cần quá nhiều chi nhánh, không cần quá nhiều lao động, không cần có quá nhiều những cái network để mà huy động tiền được giá rẻ. Nhưng các bạn nhìn rất rõ đúng không? Techcombank số chi nhánh chắc ít hơn hai ngân hàng kia nhiều lần. Họ đang huy động vốn kỳ hạn 1 năm, 2 năm gì đấy như thấp hơn hai ngân hàng kia. Và giá vốn của họ bây giờ đang thực sự đang thấp hơn hai ngân hàng kia. Đấy là một sự thay đổi vô cùng lớn của ngành ngân hàng trong một vài năm trở gần đây. 10 năm trước không có câu chuyện này. 10 năm trước lợi thế của hai bạn kia là rất rõ nét. Nhưng mình nghĩ là ngành ngân hàng đang thay đổi vô cùng nhanh, cũng như cái xã hội này đang thay đổi rất nhanh. Và những ngân hàng như Techcombank lại đang bắt kịp cái cơ hội đấy, đang tạo lập cho mình một cái lợi thế cạnh tranh nó bền vững và đi trước hơn hai ngân hàng kia rất nhiều. Lý do làm sao thì có nhiều, nhưng mình nghĩ là xuyên suốt mình đặt niềm tin nhiều hơn vào khối tư nhân. Mình nghĩ là khối tư nhân họ đi nhanh hơn, nó có nhiều cái điều kiện thuận lợi hơn để nắm bắt cơ hội và thay đổi bản thân mình thích ứng với cơ hội đấy tốt hơn những ngân hàng hoặc là những doanh nghiệp có gốc vô doanh.
thì cái lợi thế về quy mô uy tín của các quỹ doanh mình nghĩ là nó không còn quá rõ nét như 10-20 năm trước nữa. Nếu mà nhìn câu chuyện ở bên Trung Quốc ấy, tức là Trung Quốc thì đi trước mình tầm 10-20 năm như anh vậy có nói ấy, thì em thấy là các cái ngân hàng lớn ở trên Trung Quốc đều là thuộc ngân hàng nhà nước. Tức là như anh nói, nếu mà họ đi trước mình, tức là 10-15 năm nữa mà các ngân hàng nhà nước vẫn là đứng top đầu ấy, thì như thế nó có mâu thuẫn với cái mà anh vừa nói. Mình cá nhân mình không nghiên cứu quá sâu của ngân hàng Trung Quốc để có một cái comment được phê, nhưng mình nghĩ là Trung Quốc đang có một xu hướng là nếu bạn nhìn sẽ thấy là vốn hóa trên sàn của những cái công ty tài chính có tính tài chính fintech ấy. Vâng, fintech. Thậm chí nó đang là top vốn hóa ở trên sàn của chứng khoán của Trung Quốc. Vâng. Và mình nghĩ là những cái phần đấy nó đại diện cho cái lớp tư nhân. Và nó đi nhanh và ăn rất là nhiều cái phần dịch vụ mới của các ngân hàng truyền thống của Trung Quốc. Mình không đi được quá sâu, mình cũng không có cơ hội đầu tư bên đấy để nghiên cứu nhiều, nhưng mình nghĩ đấy cũng vẫn là một xu hướng mà Việt Nam cũng sẽ đi theo. Các ngân hàng quốc doanh nói gì thì nói vẫn có những vị thế, vẫn có những lợi thế của họ để họ giữ được là cái sự tăng trưởng ở một mức nhất định, nhưng mình nghĩ gọi là top ngành ấy. Vâng. Top tăng trưởng và top hiệu quả thì mình nghĩ là không. Nhà đầu tư thì thích câu chuyện tăng trưởng, nên là mình nghĩ là định giá của các doanh nghiệp quốc doanh trước đây có thể được rất cao. Vâng. Trong tương lai có lẽ cũng sẽ không còn quá cao nữa, nếu mà nhà đầu tư thực sự nhìn thấy là các bạn quốc doanh tăng trưởng chỉ bằng nửa các bạn tư nhân chẳng hạn, thì không có lý gì để được trả cái định giá quá cao nữa. Em nghĩ thế thì chắc là lựa chọn sau thì chắc là anh cũng dễ hình dung hơn rồi. Đây là chúng ta có 4 lựa chọn: Hòa Phát, BIDV, K và ACV. Thì cái này có mỗi Hòa Phát là tư nhân, em hơi sai lầm khi mà lựa chọn bốn doanh nghiệp như này. Nhưng anh có thay đổi quan điểm của anh không nếu mà lựa chọn ra là bốn doanh nghiệp này? Không, mình vẫn giữ quan điểm đấy. Như là 5 năm nữa mọi người nhìn lại sẽ thấy là cái vốn hóa chênh lệch giữa 4 doanh nghiệp này là một khoảng cách rất lớn. Bây giờ đang bằng nhau đúng không? 3 năm nữa sẽ khoảng cách về vốn hóa sẽ vô cùng lớn. Doanh nghiệp tư nhân sẽ là doanh nghiệp đứng đầu. Ngoài lý do Hòa Phát là doanh nghiệp tư nhân thì anh còn cái lựa chọn, cái lý do vì sao khác mà anh lựa chọn Hòa Phát? Hòa Phát thì như mọi người biết rồi, chính là cái điểm vừa nãy Tùng có nói, nó có đan chéo ở đây ấy. Có một cái sự chuyển dịch rất lớn mà có lẽ mọi người chưa để ý quá nhiều ấy. Trung Quốc đang giảm dần cái vai trò là nhà sản xuất của thế giới. Họ giảm bớt cái sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp nặng, công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, và tập trung vào công nghệ dịch vụ. Thì cái điều đấy như Tùng có nói là một số người sẽ lo lắng rằng là sẽ không có đâu trên thế giới sản xuất được hiệu quả như thế để thay thế, và giá cả sẽ lên ấy. Vâng. Nếu mình còn mối sợ đấy ấy, thì mình nghĩ là Hòa Phát là một địa chỉ để mình hedging cho nỗi sợ đấy vô cùng tốt. Hay quá. Bởi vì là đúng không? Nếu mà giá của cái sản phẩm mà Trung Quốc sản xuất là thép, nói cụ thể thế, mà bị tăng lên bởi vì Trung Quốc sản xuất ít đi, thì những cái doanh nghiệp khác của những nền kinh tế khác có thể thay thế được, như Việt Nam. Vâng. Việt Nam là một cái địa chỉ mình nghĩ là số 2 đấy để thay thế ấy. Vâng. Thì cho Trung Quốc rất nhiều ngành nghề chứ không phải chỉ riêng thép. Mọi người để ý sẽ thấy là tất cả những ngành nghề có thể sản xuất thay thế Trung Quốc đều sẽ có biên lợi nhuận tốt lên trong một vài năm vừa qua và sắp tới. Ví dụ như là kể cả dệt may này, kể cả giấy này, kể cả hóa chất này, những cái ngành nghề mà trước đây mình phải nhập khẩu rất nhiều ở Trung Quốc ấy. Thì mọi người nhìn, mọi người thống kê sẽ thấy là cái nhập siêu của mình với Trung Quốc giảm dần đi đấy. Và thậm chí bây giờ một số ngành nghề là mình bắt đầu xuất ngược lại Trung Quốc rồi. Thép là một ví dụ. Thì đấy là cái xu hướng 5 năm tới sẽ diễn ra càng ngày càng mạnh. Bởi vì Trung Quốc họ không đi theo con đường đấy nữa, họ bắt đầu ưu tiên những thứ khác. Chiến lược đấy là chiến lược dài hạn, chứ không phải là một sớm một chiều. Nên là Việt Nam đang có cơ hội để take over cái phần miếng bánh đấy. Mà nếu mà chẳng may mà thế giới có mỗi Việt Nam take over thì tốt quá. Vì giá mình bán được cao hơn đúng không? Lợi nhuận mình sẽ rất cao. Mọi người đều cho rằng Hòa Phát là công ty chu kỳ á. Em thì nghĩ là trong vòng 8 đến 10 năm vừa rồi Hòa Phát không phải là công ty chu kỳ. Bởi vì em thấy em check lại thì Hòa Phát trong vòng 8 năm vừa rồi thì xuất sinh lời ROE năm nào cũng trên 20%. Tức là ngành không biết ngành như nào nhưng mà Hòa Phát luôn luôn ăn thị phần và tỷ suất sinh lời luôn luôn là tốt. Thì một trong những lý do là lúc đấy thị phần của Hòa Phát còn rất là bé. Và
cả ngành có thể đi xuống nhưng mà Hòa Phát vẫn đi lên, vẫn ăn được thị phần, vẫn đi lên. Nhưng anh có nghĩ là bây giờ Hòa Phát nó lớn rồi ấy, tức là Hòa Phát chiếm trên 35% thị phần, thì lúc này cái downside của thị trường ấy nó sẽ ảnh hưởng lớn hơn với Hòa Phát không? Thì vì ví dụ em lấy ví dụ trường hợp đây là của thằng POSCO Hàn Quốc ấy, thì mình đem lấy trong vòng tầm gần 30 năm, thì cái thời điểm từ năm 2000 ấy là cái, tức là từ năm 99X là cái sản lượng của POSCO nó phải tầm 26 triệu rồi. 26 triệu là gấp 4 năm lần, năm nay Hòa Phát khoảng tầm 8 triệu, gấp 3 lần Hòa Phát, gấp khoảng 3 lần Hòa Phát. Tức là và họ thống lĩnh cái thị trường của Hàn Quốc luôn, và có một phần xuất khẩu. Sau này thì phần lớn là xuất khẩu, nhưng mà mình có thể nhìn thấy là cái đồ thị của cái thằng POSCO này nó bị lợi nhuận của nó sau thuế của nó biến động theo cái chu kỳ rất là nhiều. Thì anh đánh giá sao về cái rủi ro này? Cái này nó cũng thể hiện cái big picture của ngành mà vừa nãy mình có nói đến ấy. Những năm 90 mà và đầu 2000 lợi nhuận của POSCO lên đến 4 tỷ đô ấy, là cái giai đoạn mà Hàn Quốc với Nhật Bản là trung tâm sản xuất thép của thế giới. Lúc đấy Trung Quốc chưa gia nhập đâu, ngôi nhà máy thép của Trung Quốc bắt đầu gia tăng sản lượng. Cái chu kỳ tiếp theo mà người nhìn tiếp là lợi nhuận POSCO bắt đầu giảm xuống còn nửa ấy, là đoạn mà Trung Quốc chắc oversupply đúng không? 2016, 2015 gì đấy đúng không? Vâng. Đấy thì là lợi nhuận của POSCO giảm mạnh xuống, thì lúc đấy là capacity sản xuất thép của Trung Quốc lúc đấy bằng 50% thế giới. Chắc là cũng con số nghĩ chắc khó lớn hơn một nước mà chiếm 50% sản lượng thép toàn cầu. Thì cái trung tâm sản xuất thép và cái chỗ sản xuất thép rẻ nhất và tốt nhất nó chuyển từ Nhật Bản, Hàn Quốc sang Trung Quốc. Và bây giờ mình đang nhìn thấy một điều tiếp theo là Trung Quốc đang bắt đầu đặt nặng vấn đề về môi trường và chuyển những đổi như mình nói, thì Trung Quốc sẽ không còn là cái điểm sản xuất rẻ nhất và lớn nhất nữa. Lớn nhất thì chắc là vẫn lớn nhất chứ không phải là rẻ nhất nữa. Và lúc đấy là nó sẽ chuyển dịch tiếp cho nền kinh tế tiếp theo, trong đấy có Việt Nam. Thì mình nghĩ cái chart này nó rất thể hiện đúng cái chu kỳ đấy. Vâng. Và nếu mà như vậy, Hòa Phát đương nhiên vẫn là một cổ phiếu chu kỳ. Đây là điểm tốt của Hòa Phát. Hòa Phát là một cổ phiếu chu kỳ, cái đấy mình phải khẳng định đã. Vâng. Nhưng mà cái chu kỳ này chu kỳ lên, thì mình phải xác định là đúng không, chu kỳ lên nó lên tới đâu đã và rủi ro nó đến khi nào. Vâng. Rủi ro đối với ngành thép lớn đến khi mà capacity nó trở nên nó tăng nhanh hơn là nhu cầu. Bây giờ khi mình đang nhìn thấy Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga là những cái là hub để sản xuất thép toàn cầu ấy, họ không gia tăng sản lượng nữa mà họ chiếm khoảng 70% sản lượng toàn cầu ấy. Thì over capacity trong 5 năm nữa đến từ đâu ấy? Bản thân mình chưa có câu trả lời. Mình nghĩ có thể là Ấn Độ, có thể là những nước như kiểu Việt Nam hay Indonesia gì đó. Nhưng mà lại quay lại câu của Tùng vừa nãy nói, hoàn toàn có thể là không có một nơi nào có thể thực sự thay thế được cái sự giảm đi của Trung Quốc về một số mặt hàng. Vâng. Nên là cái under capacity này khi nào chuyển thành over, mình nghĩ là bây giờ sớm quá để trả lời. Và bên nào mà gia tăng được cái sản lượng để catch up, để bắt kịp cái sự thiếu hụt đấy thì đang sẽ enjoy cái margin rất là cao. Vâng, hay quá. Em nghĩ là bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần thứ ba ấy, là trả lời câu hỏi của khán giả. Thì em thấy có khá nhiều câu hỏi đây rồi, thì em xin phép anh Cúc đọc một số câu hỏi của khán giả. Nhất trí, chọn anh câu nào dễ dễ rồi. Có anh tên là Hào Lê, anh xin nhờ anh Phúc đánh giá về cái sốt bất động sản đang diễn ra trên toàn quốc và ảnh hưởng của nó tới hệ thống ngân hàng như thế nào. Em xin cảm ơn. Okay. Mình nghĩ là bất động sản lên ở Việt Nam này không có cái gì ngạc nhiên đâu. Các bạn nhìn ra toàn cầu, các bạn thấy là tất cả các nước trên thế giới đều có một cơn sốt bất động sản trong 6 tháng vừa rồi, 12 tháng vừa rồi. Đều tăng 30-50% ở rất nhiều quốc gia khác nhau, kể cả những quốc gia mà hàng chục năm vừa rồi chưa có sốt bất động sản. Nên là cái đợt lên vừa rồi của giá bất động sản Việt Nam nó rất là phổ biến. Lý do đằng sau nó là gì thì chắc mọi người biết rồi, nó là tiền được in ra nhiều và lãi suất rất thấp. Lãi suất, cái xu hướng lãi suất giảm ấy, nó là một cái thứ cực kỳ kích thích cái tiền gửi tiết kiệm mang đi để phân bổ những cái khác. Mà mọi người biết là Việt Nam mình ngoài cổ phiếu ra thì bất động sản vẫn là cái kênh mà đến mình nghĩ là lớn hơn rất nhiều so với kênh cổ phiếu. Cổ phiếu mới có 3% đúng không? 3 triệu tài khoản thôi đúng không? 3 triệu. Bất động sản thì nhà nào cũng có, gần như thế. Và đấy là cái kênh mà mọi người trú ẩn tài sản nhiều nhất.
Vàng thì mọi người biết là bây giờ Việt Nam mua vàng rất là khó, mua vàng vật chất rất khó, đắt hơn thế giới đến 7-8 triệu. Rồi đô la thì rõ ràng bây giờ cầm không gửi được ngân hàng có lãi suất gì rồi thì nó không phải là một lựa chọn. Nên là việc tiền của ngân hàng mọi người cứ đáo hạn lãi suất, năm ngoái là gửi 6%, năm nay hết một năm còn có 5%, thì tự nhiên phát sinh một cái nhu cầu rất lớn là phải đi bỏ tiền vào đâu đấy. Thì như cái tiền đấy nó tràn sang bất động sản, tràn sang chứng khoán, tràn sang sản xuất kinh doanh, nó là cái điều rất là tất yếu. Và thực tế nó là hệ quả của chính sách tiền tệ, là muốn là cái nền kinh tế này phục hồi sau Covid. Cả Việt Nam cũng như thế giới đều như vậy. Những cái hệ quả đấy là khá là bình thường, khá là dễ hiểu. Còn rủi ro đối với hệ thống ngân hàng thì mình nghĩ là thấp. Lý do là nếu nhìn ngược lại những cái bong bóng bất động sản khác để nói rằng là khi nó đổ vỡ nó dẫn đến nợ xấu rồi suy yếu của những ngành nghề liên quan ấy, thì mình nghĩ là lần này nó cái tiền vay để đi đầu tư bất động sản ấy, nó bị kiểm soát rất là chặt. Nếu mọi người làm ngân hàng thì mọi người sẽ thấy là ngân hàng bây giờ giải ngân các khoản vay bất động sản khó như nào và đắt đỏ như nào. Cho vay bất động sản giờ các hệ số rủi ro tính rất là cao và ngân hàng nhà nước vô cùng kiểm soát chặt. Không phải một năm đâu, 5 năm gần đây mọi người kiểm tra sẽ đều thấy cái thông điệp rất rõ ràng là hạn chế đầu tư vào, hạn chế các dòng tiền tín dụng vào chứng khoán và bất động sản. Cái câu đấy là 5 năm gần đây bọn các bạn rất năng nặng có. Mình nghĩ đấy là một cái chiến lược rất là xuyên suốt của ngân hàng nhà nước và đúng. Thì mình nghĩ là tiền đổ vào bất động sản gần đây không phải là tiền vay, mà không phải là tiền huy động quá nhiều từ kênh tín dụng ngân hàng để đổ vào đâu, mà nó là tiền nhàn rỗi của người dân. Mà khi đã là tiền nhàn rỗi thì mình không thể gọi nó là bong bóng gì ghê gớm được. Nhất là nếu mà đo bong bóng thì mình phải đo bằng những thước đo định giá. Thước đo định giá thì đất của Việt Nam không phải là đắt so với thế giới đâu, so với mặt bằng kể cả thu nhập của người lao động ấy, cũng không phải là đắt đâu, cũng ở mức trung bình và hơi cao một chút. Vì thực ra Việt Nam có một đặc thù là mọi người rất là chuộng đất, châu Á nói chung chuộng đất nên là đất luôn luôn cao. Nếu mình so với Mỹ hay là châu Âu ấy, thì mọi người ở bên đó không có chuộng đất ra như thế thì cái thước đo nó sẽ bị lệch. Nhưng nếu đo với những nước trong khu vực châu Á, Trung Quốc, Thái Lan hay là Malaysia, Singapore thì không nói rồi, Hồng Kông, Singapore quá đắt, thì mình sẽ thấy là Việt Nam mình không có cao hơn những cái nước đấy nhiều để gọi là có bubble, có bong bóng. Cá nhân mình không phải đấy, không phải là rủi ro đối với hệ thống ngân hàng. Nếu anh Phúc không ngại thì em có thể hỏi anh một câu hơi cá nhân một chút là cái tỷ lệ phân bổ tài sản của anh giữa ba kênh cổ phiếu này, bất động sản này, trái phiếu này, hoặc là một cái kênh nào đấy ví dụ Bitcoin đấy, thì anh phân bổ như nào? Mình phân bổ cổ phiếu nhiều nhất, thế đấy là từ trước đến giờ vẫn thế. Nhiều là ví dụ trên 50% hay? Trên 50%. Xếp thứ hai là Bất động sản. Bất động sản, ok. chưa có anh Bitcoin, có chưa may mắn có Bitcoin. À, ok. Anh tiện thể anh nghĩ sao Bitcoin? Bitcoin 10 năm trước được coi là một trò đùa. Bitcoin bây giờ được coi là một kênh tài sản, nói ngắn gọn là như thế. Rất nhiều quỹ đầu tư trên thế giới đã bỏ tiền vào Bitcoin. Và mình nghĩ là xu hướng đấy là nó đã thành một xu hướng thì mình phải công nhận nó thôi. Còn nói là Bitcoin sẽ lên hay xuống mình hoàn toàn không có khái niệm gì để có thể đưa ra tư vấn cho mọi người. Mình nghĩ nó đã thành một kênh tài sản rồi. Vốn hóa của nó bây giờ nằm trong, nếu mà so với các cổ phiếu ấy, thì như nằm trong top 10 rồi. Vốn hóa của Bitcoin là khoảng tầm 1.000 tỷ. Hơn 1.000 tỷ. 1.000 tỷ đô. 1.000 tỷ đô ạ. Nằm trong top 10 là chỉ kém một vài công ty lớn nhất thế giới thôi. Thì ở trên góc độ đấy mình phải ghi nhận nó là một kênh tài sản. Em xin chuyển sang câu hỏi thứ hai của bạn Phạm Khoa. Xin chào anh Phúc, chúc anh mạnh khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Mình xin rồi, có một cảm ơn bạn. Xin có một câu hỏi cho anh Phúc là một PM, có bao giờ anh bị lắc lư giữa việc đầu tư và đầu cơ, giữa áp lực phải đạt hiệu quả từng năm với việc theo đuổi đầu tư dài hạn? Nếu có thì anh xin chia sẻ là trải nghiệm vượt qua cái điều này như thế nào? Ok, câu hỏi quá hay. Câu trả lời là có lắc lư giữa đầu tư đầu cơ và áp lực. Mời bạn gộp hai câu hỏi vào một là cái áp lực hàng năm về performance có hay không, thì nhiếp tất cả PM đều có cái áp lực đấy. Và rõ ràng cái áp lực đấy nó sẽ đẩy mọi người đến quyết định là phải làm cái gì đấy cho việc lợi nhuận ngắn hạn nó đảm bảo. Và PM nào cũng sẽ phải dung hòa giữa cái nhìn dài hạn và cái rủi ro ngắn hạn đấy. Và mỗi người sẽ có những cách khác nhau. Cá nhân mình đã từng là hoàn toàn đầu cơ trong một số giai đoạn của thị trường.
Nhưng về cơ bản mình là mình theo trường phái đầu tư, và đấy như nói với các bạn, mình mua những cổ phiếu mà mình nghĩ là tốt nhất trong các ngành, hiệu quả nhất trong các ngành, cố gắng mua những thời điểm họ khó khăn hoặc thị trường khó khăn và mình nắm giữ. Nhưng có những giai đoạn cái trường phái đầu tư đấy mình nghĩ là không hiệu quả lắm. Cụ thể ví dụ là giai đoạn 2011 cho đến 2013 là giai đoạn mà mình 100% là nhà đầu cơ. Bởi vì lúc đấy nhìn lãi suất nó tăng lên từng ngày, nhìn triển vọng của doanh nghiệp đấy, như kể lại đi gặp các anh lãnh đạo, các anh bảo là mày đừng hỏi tao quá một năm, kế hoạch một năm tao không đặt ra được thì nói gì chuyện xa xôi. Thì mình cũng không có cơ sở để mình đưa ra một cái dự phóng gì về chuyện là anh có tăng được 30% lợi nhuận năm nay để em bất chấp cái việc lãi suất nó lên hay bất chấp thị trường giảm 10% em nắm giữ cổ phiếu của anh không. Mình không trả lời câu hỏi đấy. Thì mình quyết định là mình không thể đầu tư được, lúc đấy phải nắm giữ tiền. Và nắm giữ tiền dẫn đến quyết định đầu cơ là bởi vì khi mà thị trường nó trong một downtrend nó rẻ đến mức mình không thể đứng ngoài được nữa thì mình nhảy vào mình mua. Mình mua xong đến lúc nó tăng lên nhanh quá thì mình lại thấy rủi ro, mình lại bán, tự nhiên mình trở thành nhà đầu cơ thôi. Chứ không phải là mình chú ý là nhà đầu cơ. Nhưng có những giai đoạn thị trường rủi ro quá cao mình phải chấp nhận như vậy. Nhưng mà về cơ bản mình nghĩ là từ giai đoạn này trở đi với cái nền vĩ mô này, mình nghĩ là các cơ hội của thị trường luôn luôn lớn hơn rủi ro mà những cái biến động của thị trường trong ngắn hạn nó mang đến cho một PM. Ví dụ mình chia sẻ là mình nghĩ là nếu mà index đi ngang không cần tăng, mình nắm giữ một rổ cổ phiếu mà có lợi nhuận tăng trưởng 20% trở lên thì rủi ro của mình rất thấp. Nếu mà mình cầm đến cuối năm, nếu mà cổ phiếu của mình cũng đi ngang, nghĩa là nó rẻ đi đến 20% đấy, mà cổ phiếu của mình là dạng những cổ phiếu tốt nhất đầu ngành ấy, mình không tin mà thị trường đi ngang mà nó lại giảm 20%, nghĩa là cổ phiếu của mình mà giảm định giá 20% thì index ngoài kia cũng phải giảm khá nhiều. Thì trong kịch bản xấu nhất là index giảm khoảng 10%, mình nghĩ cổ phiếu của mình không giảm. Thì mình hoàn toàn có cơ sở để nắm giữ những rổ cổ phiếu như vậy trong một thời gian dài, từ trong cái môi trường hiện nay. Cảm ơn anh. Em có một câu hỏi của cá nhân em ấy, là em thấy anh tập thể thao rất là nhiều, chạy marathon này, bơi rồi đạp xe ấy. Thì em cho hỏi là vì sao, hoặc là mấy cả anh thấy là những cái thói quen này có giúp gì cho anh trong việc đầu tư không? Từ lúc mình chạy marathon đến giờ performance có vẻ cũng tốt đấy, nếu mà nhìn thống kê. Nhưng mà cái sample nó quá ngắn, nó mới được khoảng độ 2-3 năm trở lại đây thôi, sample nó rất ngắn. Nhưng mà mình nghĩ là cái độ liên quan thì nó không hẳn là, nhưng nói như này thì đúng hơn này. Khi mà mình là một người đầu tư dài hạn ấy, mình nghĩ rằng mình tìm thấy ở marathon hay là những cái môn thể thao đòi hỏi sức bền ấy, nó có những cái điểm tương đồng để mình tham gia. Nó cần cái sự kiên trì, nó cần cái sự kỷ luật, nó cần những cái chiến đấu với bản thân mình trong trong những cái chặng tập luyện hoặc là những cuộc đua. Những cái đấy nó cũng phải tùy tính cách hoặc là tùy giai đoạn độ tuổi. Ví dụ như mình, như trẻ như các bạn, chắc mình cũng sẽ hơi khó để đi theo những cái lựa chọn đấy. Mình sẽ thích những cái gì đấy nó nhanh hơn, nó vui vẻ hơn, nó cộng đồng, nó tương tác nhiều hơn. Đến cái tuổi trung niên thì mọi người hay trêu nhau là khủng hoảng tuổi trung niên ấy, hay tìm đến những cái môn cô độc kiểu như thế. Dường như là đến một cái giai đoạn cái nhu cầu tự nhiên nó sẽ là rèn luyện sức khỏe, và nó tìm đến những cái môn mà mình cảm thấy phù hợp với tính cách của mình hơn. Thì mình tập thôi, chứ còn không nghĩ là vì tập nên là đầu tư tốt hơn. Đấy, nhưng chưa có một cái nghiên cứu nào trên thế giới chứng minh được điều đấy đâu. Tại em thấy có một nhà đầu tư Canada ấy, tên là Peter Kandel, ông ấy cũng là một vận động viên marathon và ông ấy đầu tư rất thành công. Hoặc là Ray Dalio, ông có cái kiểu là ông tập thiền gì đó sẽ là tư duy tốt hơn. Thế em thấy là đầu tư giỏi thì phải là thường là phải tư duy giỏi ấy. Mà muốn tư duy giỏi thì thực chất là phải tư duy nhiều. Cả tư duy nhiều thì tự nhiên là nó sẽ sâu hơn ấy. Tức là dành nhiều thời gian suy nghĩ hơn thì tư duy sâu hơn. Ở góc độ đấy thì như này, mình nghĩ là khi đi chạy hoặc là đi bơi đường dài ấy, mình nghĩ là nó giúp mình cân bằng tâm lý. Nó cũng gần giống như thiền của Dalio ấy. Dalio nói là thiền là cái thứ mang lại hiệu quả lớn nhất của ông ấy trong đầu tư ấy. Mình nghĩ là cái công việc của PM hay là trader ấy nó rất là vất vả về mặt trí não. Mọi người phải tư duy, mọi người phải đối mặt với rất nhiều cái biến số. Thì ngoài công việc ra, mọi người sẽ cần những cái hoạt động để nó cân bằng lại, mình nạp lại năng lượng.
mình giữ cho cái đầu óc của mình nó được fresh. À, chứ còn mình nghĩ là không nghĩ là suy nghĩ nhiều thì sẽ suy nghĩ thông minh hơn đâu. Suy nghĩ càng nhiều khi nó càng tăm tối, khi nó đã bế tắc rồi ấy. Nhiều khi lại vác giày ra ngoài kia chạy một vòng nó toát mồ hôi ra tỉnh táo thì có khi lại thấy cân bằng hơn, mình ở một trạng thái tâm lý khác, mình nhìn vấn đề ở một góc độ khác, mình lại ra một cái giải pháp, hoặc là mình thậm chí mình thấy nó không phải vấn đề nữa. Nhiều khi là thế. Thì ví dụ mình chia sẻ lại cái câu chuyện là ở thị trường rất nhiều nhà đầu tư hỏi mình là tuần tới thị trường có giảm không hay là tháng tới sẽ điều chỉnh không ấy. Đấy thì mình nghĩ cái concern đấy của mọi người là rất là tự nhiên, bởi vì mọi người đối mặt với chuyện đấy hàng ngày. Cách mà mình thực sự mình không quan tâm lắm cái chuyện đấy. Vì sao mình không quan tâm? Bởi vì là đấy, mình nghĩ là mình nhìn ở góc độ khác, là thị trường này khi mình đã tham gia vào ấy, điều đấy là tất nhiên. Cái chuyện ngày mai nó như nào mà mình không biết là một chuyện tất nhiên. Tuần sau cũng thế, tháng sau cũng thế, nó có giảm 5%, 10% hay không ấy, có những lúc mình có thể biết được, có những lúc mình không thể biết được. Mà nếu mà nó là điều tất nhiên ấy, nó không còn là rủi ro đối với mình. Bởi vì mình không biết được nó, mình không dự báo được nó, thì mình sẽ không thể có hành động gì hiệu quả với nó cả. Thì mình chấp nhận nó, và mình đi làm cái công việc của mình với những thứ mà mình kiểm soát được. Thì lúc đấy mình thấy là nhẹ nhàng, mình thấy không phải tăn tăn những chuyện đấy nữa, thì tự nhiên mình được giải phóng đầu óc và mình tập trung vào chuyện tìm doanh nghiệp nào tăng trưởng 30-50%. Thì mình nghĩ là nếu mà tìm được cái đấy thì tự nhiên cái dao động 5-7% của thị trường nó trở thành vô cùng là không cần phải để ý đến. Đấy thì một góc nhìn khác là như vậy. Em cũng đồng ý quan điểm với anh. Em thấy liên quan đến chủ đề này có cái câu của bạn Phục, Đại Tuyệt Phục ấy. Bạn ấy có cái câu là tinh tỉnh tĩnh ấy. Em thấy khá hay, tức là tinh cần tỉnh thức và tĩnh tâm á, có vẻ khá nguy hiểm các bạn. Ok, em xin hỏi câu lại câu cuối cùng ấy. Là với rất nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm trong hơn 10 năm anh đầu tư ấy, thì anh có thể là có lời khuyên gì dành cho các bạn ngồi đây với cả các nhà đầu tư đang xem trực tiếp trên chương trình live stream? Ok, mình lời khuyên thì có nhiều lắm, nhưng mà mình nghĩ vắn tắt lại như này. Ở trong thị trường chứng khoán nó có quá nhiều câu chuyện ở trong đấy, mà mình đi tìm câu chuyện gì thì mình sẽ tìm thấy câu chuyện đó. Các bạn càng tìm kiếm những cái gì đấy không chắc chắn ngắn hạn ấy, thì các bạn sẽ càng đi vào những cái câu chuyện của zero sum. Mình phân biệt thị trường này ra có hai đơn giản hóa, nó có hai phần, một phần là zero sum và một phần là win win hoặc là đầu tư. Thì mình nghĩ là càng đi vào những cái dao động ngắn hạn thì cái bản chất của zero sum nó càng rõ ràng. Bởi vì bạn mua của người này và bạn bán của người kia trong thời gian ngắn, đúng không? Bạn được thì có người khác mất, và công ty chứng khoán thì chắc chắn được phí. Thì cái bài toán zero sum đấy, quan điểm cá nhân mình ấy, nó có thể có những người có cách thức để chiến thắng. Ở trong bất kỳ game nào cũng có những người có lợi thế để chiến thắng, nhưng phần lớn nhà đầu tư là sẽ thất bại ở trong cái bài toán zero sum. Và thực tế cái thị trường chứng khoán này được làm ra không phải là để phục vụ cái mục tiêu zero sum đấy, mà là để huy động vốn cho những doanh nghiệp tốt, cho những dự án tốt. Mà mục tiêu của mình dưới một góc độ là một người quản lý quỹ, quản lý tiền ủy thác của mọi người vào đầu tư ấy, là mình đi tìm kiếm những cơ hội đại diện cho cái sự đi lên của nền kinh tế này và của thị trường chứng khoán này. Thì mình sẽ tìm kiếm những cái địa chỉ mà mình nghĩ là xứng đáng nhất để bỏ tiền vào. Thì mình nghĩ là đấy là một bài toán nó bền vững, nó win-win hơn rất là nhiều và hiệu quả rất nhiều. Cá nhân mình chứng minh lại là vô cùng hiệu quả nhiều do việc mà mình đã từng cũng thử những cái phương pháp khác nhau của zero sum. Thì cá nhân mình, nếu có lời khuyên với nhà đầu tư, mình nghĩ là nên tập trung vào tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư lâu dài, tăng trưởng, hiệu quả, và giảm bớt cái phần zero sum đi. Zero sum thực chất bản chất nó là cờ bạc. Thì nếu có một lời khuyên, chắc khuyên mọi người như vậy. Cảm ơn anh Phúc. Cảm ơn anh đã tham dự chương trình đối thoại với cả các em. Cảm ơn Tùng. Hy vọng được gặp lại anh trong các chương trình sắp tới. Xin kính chào các anh chị em. Okay. Kính chào quý nhà đầu tư tham gia chương trình live stream. Okay.